bắt đầu ngày mới với những bài tập thể dục, dù chỉ với một bên chân. Cô giáo dạy toán Nguyễn Thị Minh Tâm ở tỉnh Đồng Tháp đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng giữ thăng bằng cũng như sự lạc quan, yêu đời của mình. Ít ai biết rằng cô gái có nụ cười rạng rỡ ấy lại từng trải qua nhiều đớn đau của cuộc đời khi cô vừa tròn 23 tuổi. Cái độ tuổi đó có thể gọi là độ tuổi đẹp với rất là nhiều những ước mơ hoài bão. Nhưng mà khi mình bị tai nạn, mình gặp rất là nhiều những khó khăn, những cái thử thách, những cái sự bất tiện. Người thân của mình nè, mẹ của mình nè, các học trò của mình, các đồng nghiệp, bạn bè thì mọi người vẫn yêu thương mình. Và khi cảm nhận cái tình yêu thương một cách chân thành như vậy thì đó đã trở thành một cái nguồn động lực để giúp cho mình là mình nghĩ rằng mình phải đứng dậy. Sau tai nạn, chị Minh Tâm mất đi một phần chân trái. Cú sốc lớn khiến cô giáo trẻ suy sụp hoàn toàn. Cha mất sớm, thương mẹ vất vả, chị đã biến nỗi đau thành động lực, tìm đến những người cùng cảnh ngộ, giúp đỡ và sẻ chia. Với tinh thần giúp được bao nhiêu thì cố giúp, năm 2015, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm được thành lập từ chính tâm tư của chị. Với 20 thành viên, nhóm đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như suất ăn nghĩa tình, sinh nhật sẻ chia, thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo, hỗ trợ người khuyết tật. Cô Tâm thường thường hỏi rồi gửi như yếu phẩm là gạo, đường, muối đó, rồi kể cả học bổng, nhiều lúc mà cũng lo không đủ rồi túng quẫn. Rồi cô Tâm mới có một cái quỹ là cho mượn vốn không lãi, trả từ từ. Trong hàng chục hoạt động ý nghĩa mà nhóm đang thực hiện, học bổng Nhất Tâm là đứa con tinh thần của nhóm. Quỹ học bổng này hướng đến hỗ trợ tài chính và vận động tinh thần, giúp đỡ các em khó khăn theo đuổi ước mơ. Mỗi năm sẽ có 40 suất học bổng được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Biết đến học bổng Nhất Tâm khi vào lớp 10, cuộc sống của em Đào Thành Trí phần nào bớt đi vất vả. Trong căn nhà trọ chật hẹp, Trí cùng bà nương tựa nhau trong nhiều năm. Dù 16 tuổi, nhưng chàng trai này phải đảm đương cùng lúc hai công việc để trang trải cuộc sống và lo cho bà nội. Suất học bổng Nhất Tâm đã giúp em hàng tháng được 500.000 và em đã mua dụng cụ học tập cũng như là triết một số tiền ra để đóng tiền nhà trọ, mua đồ ăn này nọ. Cô Tâm rất là nhiệt huyết, cô truyền cho em rất là nhiều động lực. Vươn lên từ vực thẳm số phận, chị Minh Tâm luôn mang tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng, dẫu vết thương ở chân vẫn luôn đau dai dẳng. Sau những buổi đứng lớp, chị dành toàn bộ thời gian còn lại cho hoạt động thiện nguyện. Để có nguồn kinh phí duy trì các hoạt động, chị Minh Tâm vận động và cá nhân đóng góp. Em ấn tượng với cô Tâm nhiều nhất đó có lẽ là chính cái tình yêu của cô dành cho tất cả mọi người. Những cái khiếm khuyết trên cơ thể sẽ không có thể nào ngăn cản được, cản bước được cô Tâm khi mà cô Tâm làm những việc thiện nguyện. Tại vì với cô, mọi người hạnh phúc tức là cô đã hạnh phúc. Đối với mình á, mình chỉ hướng đến là mình sống làm sao để mình có thể cống hiến mà mình cho đi và bằng cái khả năng của mình. Thì khi mà mình giảng dạy các em học sinh, mình cũng dùng cái tình cảm và cái tấm lòng của mình để dạy cho các em. Và trong quá trình giảng dạy và đặc biệt là những cái năm gần đây thì mình lại mong là truyền cho các em tinh thần sống cho đi và yêu thương. Điều chị Minh Tâm khát vọng nhất là cống hiến tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, mọi người sống tử tế với nhau hơn. 15 năm mang chân giả đi khắp bốn phương để làm điều tử tế, chị Minh Tâm đã trở thành người khơi nguồn cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.